Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi lựa chọn tu luyện tổ long chân khí thì Trung Nguyên đã nhận lời phụ hoàng của mình 5 ngày sau sẽ đến Hắc Uyên Vực. Trong khoảng thời gian này, cậu không hề lười biếng mà nỗ lực tu luyện nên chỉ vỏn vẹn vài ngày đã đem thần hồn tiến hóa đến cấp bậc hư cảnh trung kỳ. Rất nhanh, ngày khởi hành đã đến, hắn cùng Yêu Yêu và Tu Ấu Vi được đoàn người của Lục Thiết Sơn phò tá đi đến Thương Lang Quận. Trên đường đi, Yêu Yêu biết thần hồn của Trung Nguyên mới đột phá nên đã đưa cho hắn một tấm khắc nhị phẩm nguyên văn để hắn học tập. Công dụng chính của nguyên văn này có thể cao độ hóa cơ thể và sức mạnh. Sau khi nhận lấy nguyên văn, Trung Nguyên tỉ mỉ quan sát, quả thật phức tạp vô cùng. Ở bên cạnh, Tô Ấu Vi cũng bị bắt học tập vẽ hạ phẩm nguyên văn, nhưng chỉ cần có thể nâng cao sức mạnh để bảo vệ điện hạ thì cô nàng đều không từ bất cứ giá nào. Lúc này, ở tại Tề Vương Phủ, nhận được tin Lục Thiết Sơn dẫn theo đội quân hơn 1.000 người bảo vệ Trung Nguyên đến Thương Lang Quận thì Tề Vương lập tức sai thủ hạ đi chuẩn bị những thứ ông ta căn dặn, đồng thời báo tin cho Tề Nhạc. Tin tức đến tai thì Tề Nhạc cũng mau chóng lên kế hoạch ám sát Trung Nguyên, quyết không thể để hắn sống sót trở về thành. Thời gian rất nhanh trôi qua, dưới sự đốc thúc của Yêu Yêu và nỗ lực không ngừng nghỉ thì Trung Nguyên rốt cuộc cũng đã thông thất mạch. Trời vừa sẩm tối thì bọn họ cũng đặt chân đến quận doanh của vệ tướng quân. Có điều, muốn gặp ông thì không phải dễ dàng như vậy. Ngay khi đến nơi, một nữ tướng liền xuất hiện nghiêm giọng hỏi, các ngươi là ai? Cấm quân thống lĩnh Lục Thiết Sơn đứng ra báo tên và cầm theo lệnh bài của Tần Vương để làm chứng. Thấy vậy, cô gái kia lên tiếng đáp, hóa ra là Lục thống lĩnh, vệ tinh tinh nghe danh đã lâu. Nghe cái tên này, Trung Nguyên và mọi người đều nhận ra cô ấy chính là thiên kim của vệ tướng quân. Không ngờ rằng chỉ dựa vào thực lực đã tự mình leo lên vị trí phó thống lĩnh. Khi nhìn thấy Trung Nguyên bước ra cùng hai mỹ nữ bên cạnh, sắc mặt cô nàng lập tức nghiêm lại, trong lòng thầm nghĩ đây chính là vị điện hạ đã đánh bại nhị công tử Tế Vương sao? Nhìn qua chỉ là một tên phong lưu, xem ra tỷ thí lần trước chắc chắn có gì mờ ám rồi. Nghĩ đến đây, vệ tinh tinh quay người kêu bọn hắn đi theo, thái độ khi gặp Trung Nguyên khác xa so với lúc đầu chào hỏi Lục thống lĩnh. Ngay sau đó, một vạn cấm quân tiến vào quân doanh hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Đa phần những binh sĩ ở đây đều muốn nhìn xem đội quân hoàng gia có tài cán gì. Lúc này, đám người Trung Nguyên được dẫn đến một đại bản doanh. Vệ tinh tinh giới thiệu hắn với hai người trước mắt. Nữ nhân xinh đẹp là biểu tỷ của cô tên Vệ Đình. Còn một nam nhân nữa chưa kịp giới thiệu thì anh ta đã chủ động đi lên một bước rồi lên tiếng. Người chính là Trung Nguyên điện hạ sao? Trước đây chúng ta cũng coi như đã từng gặp mặt. Ta là Tề Hạo, nghe nói đệ đệ tỷ nhà của ta bị ngươi chặt đứt một cánh tay. Lời vừa dứt, nguyên khí mạnh mẽ trên người thiếu niên này cũng tỏa ra. Thấy nhiều người đang nhìn, Trung Nguyên tiến lên, bắt tay với gã rồi đáp. Quyền cước không có mắt, Tề Nhạc không có bản lĩnh gì, cũng chẳng trách được ai. Nghe vậy, khóe miệng Tề Hạo dù đang cười, nhưng ánh mắt trừng lên rồi cất tiếng. Điện hạ nói đúng, có điều ta phải nhắc nhở người một chút. Ở đây là Thương Lang Quận lân cận Hắc Uyên, nếu một vị điện hạ bỏ mạng tại đây cũng không phải hiếm gặp. Bàn tay Trung Nguyên cũng siết chặt hơn, cười nham hiểm nói. Vậy người cũng phải cẩn trọng hơn, một vị điện hạ mất mạng tại đây không là gì, thì một thế tử Tế Vương mất mạng càng không đáng nhắc đến. Trận đấu võ mồm rốt cuộc cũng chấm dứt. Ban đêm trong quân doanh mở tiệc chào đón đội quân hoàng gia đã ghé thăm, mọi người đốt lửa trại và cùng nhau uống rượu. Lúc này, Tề Hạo đứng ra đề xuất tăng thêm phần thú vị nên muốn mọi người giao lưu võ thuật. Trung Nguyên liếc mắt qua Lục thống lĩnh rồi cũng quyết định đồng ý. Rất nhanh, cấm quân cùng Thương Lang quân cử người ra cọ sát giao lưu, khiến không khí vô cùng sôi nổi. Trung Nguyên cũng ngồi xem đầy hứng thú. Hắn thấy rằng những chiến sĩ này chiến đấu trên sa trường nên ra tay hung mạnh hơn các học viên trong đại viện rất nhiều. Đang mải suy tư thì bất ngờ một binh sĩ dáng người vạm vỡ chợt hướng phía hắn lên tiếng. Điện hạ, lúc trước nghe nói ngài giành chiến thắng trong phủ Đại Chu khiến chúng ta rất hiếu kỳ. Không biết hôm nay người có thể ra tay cho toàn thể mọi người được mở mang tầm mắt hay không? Đương nhiên, người có thể từ chối vì thân phận binh lính như chúng ta kém hơn điện hạ rất nhiều. Một lời này như con dao hai lưỡi khiến Trung Nguyên không thể từ chối. Anh chàng đứng lên vui vẻ đáp, nếu mọi người đã hưng phấn như vậy, ta cũng không thể làm tụt hứng được. Thầy ca đã cắn câu, Tề Hạo đứng lên lớn giọng nói. Nghe nói điện hạ đã đánh bại đệ đệ đã thả thông bát mạch của ta ở đại hội tỷ võ, nên lần này ta sẽ phái một người đã khai bát mạch để so tài với điện hạ. Một lời này khiến toàn bộ quân doanh hưởng ứng nhiệt liệt. Tề Hạo đưa cho một tên binh lính đã khai bát mạch một trung phẩm nguyên binh, rồi bảo hắn nếu thắng Trung Nguyên thì thứ này sẽ thuộc về ngươi. Rất nhanh, song phương đã ra sân, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 13 Nguyên Tôn 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.